Võ Thành Ý chính thức lên tiếng về ồn ào chê cách xê 3 triệu sau khi bị tẩy chay, lỗi tại nhãn hàng. Vừa qua, mạng xã hội xôn xao khi Võ Thành Ý sinh năm 1999, một nhà sáng tạo nội dung bất ngờ đăng tải dòng trạng thái mỉa mai nhãn hàng vì trả giá bèo. Theo đó, Võ Thành Ý nổi tiếng qua nhiều đoạn clip biến hình cũng như khả năng trang điểm ấn tượng. Do vậy, tên tuổi của anh được đánh giá là có sức ảnh hưởng trên nhiều nền tảng mạng xã hội, sở hữu lượng người theo dõi lớn. Tuy nhiên, anh chàng khiến dân tình hoang mang khi tỏ rõ thái độ không hài lòng với nhãn hàng bút quảng cáo. Kênh 12 triệu follower đi trả giá quay 3-4 triệu một clip thì tốt nhất mình nên lấy 3-4 triệu đó về mua đồ nướng ăn xong ngủ mơ giúp em. Phát ngôn này của Võ Thành Ý gây ra nhiều ý kiến trái chiều bởi cộng đồng mạng cho rằng anh chàng đang ảo quyền lực. Sau làn sóng phản ứng phẫn nộ từ dân mạng, đặc biệt là bị hàng nghìn người hủy follow trên kênh TikTok, Võ Thành Ý mới đây đã chính thức lên tiếng xin lỗi, giải thích rõ lý do khiến bản thân có những phát ngôn không phù hợp. Theo đó, Võ Thành Ý cho biết công việc chính của mình là làm nghề trang điểm, mỗi lần như vậy chỉ có thu nhập từ 200.000 đến 400.000 hoặc một vài triệu. Với mức thu nhập này mà mình chê đồng tiền 3 đến 4 triệu hay coi thường đồng tiền là hoàn toàn không có. Mình chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy. Anh chàng cũng giải thích thêm về những vấn đề khi làm việc với nhãn hàng khiến bản thân bức xúc, không giữ được bình tĩnh. Cách làm việc thường là trao đổi qua tin nhắn và xác nhận qua email hợp đồng, vì như vậy sẽ làm việc một cách nhanh chóng, hiệu quả hơn. Sau khi bên mình đưa số điện thoại nhắn tin bảng giá rõ ràng thì đến hiện tại, nhãn hàng vẫn không trả lời mà tiếp tục gọi điện thoại để điều mức giá 3 triệu, thấp hơn 10 lần so với chi phí bên mình đưa ra. Lý do là bởi nhãn hàng cho hay từng bút các bạn khác với giá 3 triệu và nói thêm sẽ tặng riêng cho bên mình một bàn đồ nướng. Bên mình đã từ chối thẳng, nêu rõ lý do là kênh thiên về trang điểm nên không phù hợp nội dung, chi phí chưa hợp lý. Và nhãn hàng đưa sản phẩm trải nghiệm là hiển nhiên chứ không phải để tặng đồ để ép giá, Võ Thành Ý nói. Võ Thành Ý cũng chia sẻ đến điểm sự việc là nhãn hàng tự ý xin địa chỉ cá nhân để đến tận nơi thỏa thuận giá, cho dù phía anh chàng đã nhiều lần từ chối. Điều này khiến Võ Thành Ý cảm thấy không được tôn trọng, dẫn đến việc có những phát ngôn gây chú ý trên mạng xã hội. Mặc dù vậy, Võ Thành Ý vẫn chân thành gửi lời xin lỗi đến khán giả vì lùm xùm vừa qua. Anh chàng thừa nhận do bản thân viết không rõ ràng, thiếu thông tin nên đã gây ra hiểu lầm không đáng có. Qua sự việc này, Võ Thành Ý cho hay bản thân sẽ rút kinh nghiệm về cách thể hiện trên mạng xã hội. Đối với cộng đồng trẻ Việt Nam, chắc hẳn không còn xa lạ với cái tên Võ Thành Ý, hot TikToker nổi tiếng sở hữu kênh TikTok 11 triệu lượt theo dõi. Nổi tiếng từ những ngày đầu TikTok mới phổ biến tại Việt Nam, Võ Thành Ý thu hút nhiều sự chú ý với các clip makeup biến hình xuất sắc. Ngoài ra, việc TikToker thuộc cộng đồng LGBT này mang đến những câu chuyện ý nghĩa cũng nhận được sự quan tâm đông đảo của người xem. Đầu tháng 6 năm 2022, dân tình hoang mang sau khi xem đoạn clip Võ Thành Ý diện áo dài đỏ trong khung cảnh lễ phu quy chuẩn bị lên xe hoa. Trước đây, hot TikToker này cũng thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc biến hình thành cô dâu, nên khán giả hiếu kỳ không biết đây là sự thật hay chỉ là một nội dung video mới. Không lâu sau, nhiều bạn bè của Võ Thành Ý đã nhanh chóng vào xác nhận về việc hot TikToker đã chính thức tổ chức hôn lễ với người yêu lâu năm. Tuy vậy, để đảm bảo sự riêng tư cho người mình yêu, Võ Thành Ý quyết định che mặt chồng trong những khung hình đám cưới. Những tưởng mọi người sẽ không có gì biết danh tính nửa kia của hot TikToker triệu follow, thế nhưng chỉ sau 2 tháng kể từ khi thông báo kết hôn, Võ Thành Ý đã thay đổi ảnh đại diện Facebook thành ảnh chụp chung của mình với ông xã. Ngoài ra, hot TikToker còn không ngại công khai luôn nhan sắc của người yêu. Sau khi nhìn thấy hình ảnh này, nhiều khán giả không khỏi bật thốt ngỡ ngàng vì chồng của TikToker Võ Thành Ý quá giống nam YouTuber nổi tiếng Khoa Lang Thang. Sau đó, bộ phận khán giả đã soi lại ảnh chụp cũ và phát hiện do góc nghiêng cùng nụ cười na ná khiến nhiều người nhận lầm rằng đây là Khoa Lang Thang. Trong những bức ảnh khác, khán giả có thể thấy thực chất nhan sắc của ông xã Võ Thành Ý khác xa so với nam YouTuber nổi tiếng.